choáng ngợp trước dàn bưng quả siêu khủng trong đám cưới sao Việt. Đám cưới của Khởi My mới diễn ra cách đây, được nhiều người tung hô là đám cưới gây choáng ngợp bởi độ xì tin và lạ của cặp đôi. Cặp đôi không tổ chức rước dâu như thường lệ mà dùng xe mô tô. Hơn nữa, cô nàng cùng chồng còn tổ chức đám cưới sớm hơn dự định. Ngày hôm qua, báo chí đưa tin rầm rộ về đám cưới của nữ ca sĩ đông fan nhất nhì showbiz Việt choáng ngợp. Đặc biệt hơn cả, dàn phụ dâu trong đám cưới Khởi My cũng được nhiều người lưu tâm vì nhan sắc và độ lầy. Không riêng gì đám cưới của Khởi My mà loạt sao Việt này cũng có dàn bê tráp ấn tượng không kém. Ngày hôm qua 23 tháng 11, Khởi My đã bất ngờ tổ chức đám cưới với sự ngỡ ngàng của fan do sớm hơn thời gian công bố trước đó. Cô diện đến 5 chiếc váy trắng tinh khôi, lộng lẫy khiến ai cũng ngỡ ngàng. Điểm nổi bật trong đám cưới của cô là dàn bưng quả sáng rực với những chiếc áo dài cách tân màu vàng. Trước đó trong đám hội của Khởi My, dàn bưng quả tỏa sáng với thiết kế áo dài hồng phấn. Cách đó không lâu, đám cưới lần 2 của Lê Phương đã diễn ra trong không khí ấm cúng của cả hai nhà. Dù đây là lần đò thứ hai, nhưng cô dâu Lê Phương vẫn rạng rỡ hạnh phúc bên chồng trẻ. Dàn bưng quả khiến ai cũng phải tròn mắt kinh ngạc vì quá nổi bật vì những ngôi sao nổi tiếng. Nhà gái diện áo dài xanh safre với chiếc quần tím, tông màu chủ đạo của buổi tiệc. Đám cưới của Ngọc Lan và Thanh Bình cũng gây choáng vì nhan sắc dàn phù dâu và phù rể. Đặc biệt trang phục của hai bên cũng rất đặc sắc. Nếu như đám cưới Lê Phương màu tím là chủ đạo, thì Thúy Diễm và Lương Thế Thành lại chơi trội với sắc đỏ. Có thể thấy, đây là dàn nam thanh nữ tú ai cũng mê mẩn. Đám cưới bất ngờ của diễn viên Nguyệt Ánh cùng chồng Ấn Độ được nhiều người chú ý hơn nhờ dàn phù dâu phù rể cực kỳ mãn nhãn. Đám cưới Đặng Thu Thảo gây sốc với dàn phù dâu cực kỳ đẹp mắt, có cả Hoa hậu Ngọc Hân.